Bộ Nhân lực Indonesia cho biết là tạm ngừng cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, ngoại trừ những trường hợp làm việc trong các dự án chiến lược quốc gia. Đây là một trong những nỗ lực của Indonesia nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo Bộ Nhân lực Indonesia, lao động nước ngoài chỉ được cấp giấy phép lao động theo giấy phép đặc biệt bằng văn bản của các bộ hoặc cơ quan nhà nước, đồng thời phải tuân thủ các quy trình y tế hiện hành của Indonesia. Bộ Nhân lực Indonesia khẳng định rằng chính phủ quyết tâm ngăn chặn đại dịch COVID-19 nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với các dự án chiến lược quốc gia mang lại nhiều lợi ích. Chính phủ Indonesia vẫn khẳng định vai trò quan trọng của lao động nước ngoài làm việc trong các dự án chiến lược, tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ, từ đó giúp thu hút nhiều lao động địa phương hơn cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.